Ok mọi người, thì mình vừa mới nổ cuốc GrabBuy nè. Cuốc này là đón khách ở 1169 Trần Hưng Đạo ha. Đi ngang qua trường Đông Đa này nhớ ghê á. Ngày xưa xém tí nữa là cấp 2 mình học trường đó đó các bạn. Mà do mình chuyển hộ khẩu á, cho nên là mình không có học ở đó, mình học ở trường Tây Sơn. Alo, anh tới nè. Ok, đứng đây. Lâu lắm rồi mình mới nổ một cái đơn xe thế này nè mọi người. Hồi nãy mình kiểu mình đi dạo vòng ở đây tự nhiên nổ cuốc luôn. Wow, con xe mui trần này chắc còn cổ lắm rồi đó mọi người. Biển số 52, biển số mà 4 số mà kiểu như thế này là kiểu dạng như là lâu lắm rồi đó. Con này mà lấy chở ghệ dạo rồi đúng kiểu là độc lạ Bình Định luôn các bạn. A few minutes later. Em muốn Grab đúng không? À đúng rồi. Rồi Grab chưa? What the hell? Đi Grab nè. À ok. Ủa bà trường em ở đâu vậy? Trường người ta ai biết đâu. Biết thôi. Sáng trời lạnh lẽo vậy mà bồ ông chở đi học nè mà bắt Grab đi vậy? À, mới sáng thấy cười hiểu là sao không có bồ á. Ủa alo, phải là đó. Gặp mấy khách mà kiểu đi mà ngồi sau mà nói chuyện á. Kiểu dạng mình thấy vui vẻ hơn, kiểu khách ngồi sau mà kiểu im mấy mình cũng ngại. Ngại thì không vậy? Thiệt, ngại chứ. Mà đây lần đầu mà anh thấy kiểu khách mà lên xe mà chưa nói gì hết mà cười không vậy á. Bình thường là anh đi xe của anh á, cái bô nó ồn lắm, nói khách không nghe đâu. Bữa nay thì đi cái xe nó êm rồi. Xe gì anh? Dị má, tự nhiên mới sáng cười sảng vô má. Ý là khách cười quá, dễ dễ quá. Giá xe anh bị hư rồi á, nên anh mượn xe của bồ đi. Hồi sáng nay bồ anh kêu á là qua chở đi làm. Và anh ngủ dậy trễ quá, anh kêu thôi đi bộ ơi. Dạ, chỗ bả làm với nhà bả gần, kêu đi bộ ơi. Xong cái giờ qua chở em đi học vậy, bả mà biết lấy xe bả chở gái rồi thôi á. Bả biết bả buồn lắm á. Trường này đúng không? À rồi. À anh biết trường này rồi, Các con chở vô luôn không hay là ở đây? Em thanh toán qua đĩa rồi nha. À ok. Bye bye. À mà chưa có về không? Anh qua anh chở về luôn, khỏi mấy con bút qua Grab. Ok, thôi đi nha. Bye. Mình vừa chở bạn nữ xong bạn này cũng khá là nhí nhảnh luôn đó. Không biết có bị vấn đề gì không mà lên xe mình cười hoài à các bạn. Hello công chúa ngủ không nha? A few minutes later. Ôi bà kia, có cái dây sạc của tôi không mà sao bà cũng chôm vậy? Hôm bữa mới mua cái dây mới á, bà cũng chôm, bà đưa cái dây đứt cho tôi. Giờ cái dây đứt không à, bà cũng lấy luôn. Để tôi trẻ với lại cái gì vậy? À vậy trẻ đi. Ủa chứ 50 ngàn tiền gì? 50 ngàn phí dữ dần. Thôi cho bà luôn á. Thôi bà vô ơi, bấm nút lẹ coi tôi đấm bà á. Anh em nào mà gặp cái trường hợp như mình đấy thì đây chính là giải pháp nha. Thì đây là con sạc dự phòng không dây. Con này cực kỳ tiện nha các bạn. Các bạn chỉ việc đặt điện thoại lên trên này thì nó sẽ tự động sạc luôn, không cần phải cắm dây gì rườm rà đó. Thiết kế của con này cực kỳ nhỏ gọn luôn nha các bạn. Rất là thuận tiện cho việc các bạn đút vào trong túi quần, các bạn di chuyển nó sẽ không có bị cắn bi như những con sạc dự phòng to khác. Nhìn nó thiết kế nhỏ gọn vậy thôi nhưng mà dung lượng của nó lên tới 10.000 mAh, có thể sạc đầy được con 11 Pro Max của mình tới 2 lần rồi đó. Mà nếu như sư tử hay là đông chôm cái cục này với cái dây sạc thì sao ta? Mình vẫn tốn tiền mua trà sữa mà. Hả? Sao em? Chính là anh dùng anh chờ. Mày coi gái đúng không? Không có. Ủa mà kêu anh gì vậy? Thầy phao con thuận thỏa con hết pin nồ. Hết pin nồ. Thỏa mày để em coi cái tóc một lúc con gái hết pin. Cái lọ đi rồi ráng không hết pin thì sao? Thì tắt app về đi chơi với em. Ai mượn? Chị chứ sao? Thôi đi về đi uống đà tưa chứ sao? Ê, cái này là sạc hay là gắn xe máy nè. Cái này tiện lắm nha. Cái này là kiểu như mình chỉ cần bật chìa khóa xe lên, nhấn cái nút đây là sạc vô tư luôn, không có sợ bị hết pin.
cái này là rất là cần cho mấy anh em chạy xe ôm luôn á. Cảm ơn nhá. Ý ơi em ơi, nổ cuốc rồi nè. Que thơm phát rồi đi nè. Hey, giờ là ăn vạ đòi mua trà sữa nữa chứ. Nằm mơ đi, bố mày không có mua cho đâu. Ừ, đây, anh mua trà sữa nha, đi. Nãy giờ mà không phải bồ tôi được đấm cho vỡ mồm rồi đó. Hai ly. Đây.